Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Khởi nghiệp ngay hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị, tác động tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã giúp cho các hoạt động khởi nghiệp được khơi dậy mạnh mẽ như hiện nay, nhất là ở môi trường giảng đường. Tại nhiều trường đại học, sinh viên được đào tạo để trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, những người làm chủ doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển của khối kinh tế tư nhân cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, trong đó có Thái Nguyên. Một ngôi trường đào tạo nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã và đang chắp cánh cho phong trào khởi nghiệp sôi nổi trong sinh viên sẽ là điểm đến của hành trình khởi nghiệp ngay hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên là một ngôi trường năng động, sáng tạo, cái nôi đào tạo ra nhiều nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhiều sinh viên ra trường đã lựa chọn khởi nghiệp với chính ngành nghề mình theo học, để rồi trở thành tấm gương, hình mẫu cho thế hệ học sinh kế tiếp học tập và phấn đấu. Đối với sinh viên công nghệ thông tin, dù không làm việc công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng cũng đã để lại nhiều dấu ấn với nhiều ý tưởng khởi nghiệp phong phú khác từ những tri thức học được khi ngồi trên giảng đường của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Đối với Vũ Văn Hoàng, cựu sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường là hành trang tri thức, là động lực để thực hiện giấc mơ ngày hôm nay của anh. Là CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và công nghệ Tân Hoàng Thái, với lĩnh vực kinh doanh chính là phần mềm cho điện thoại di động và ứng dụng web, anh Hoàng đang theo đuổi đam mê chinh phục thị trường trong nước cũng như những khách hàng nước ngoài khó tính. Tới đây thì cái xu hướng của công nghệ nó sẽ thay đổi theo cái chu kỳ 35 năm đổi mới công nghệ. Thế giới đã chứng minh từ rất lâu đến nay rồi. Thì tới đây nó sẽ xu hướng là trí thông minh nhân tạo, big data và internet vạn vật và blockchain. Thì các doanh nghiệp về công nghệ thông tin thì nên focus theo cái lĩnh vực này. Và các sản phẩm thì phải thật sự là hoàn thiện, tại vì người dùng bây giờ đang có cái yêu cầu rất là cao đối với sản phẩm, từ độ ổn định đến hình ảnh. Giống như anh Vũ Văn Hoàng, niềm đam mê công nghệ thông tin đã đưa cựu sinh viên Nguyễn Việt Trung đến với ý tưởng khởi nghiệp, thành lập và phát triển một công ty về thiết kế phần mềm và các sản phẩm công nghệ ưu việt. Được các nhà đầu tư đánh giá cao, dự án đã đem lại việc làm cho hàng chục sinh viên công nghệ thông tin ra trường, mang đến thị trường những sản phẩm công nghệ thông tin hiện đại như Đại học Điện tử, SV Online và Halu AI. Đây cũng là một start-up với nhiều hoài bão, ước mơ. Trong khởi nghiệp, tôi cho rằng khởi nghiệp là phải có đam mê. Khi bạn có đam mê, bạn có thể dành mọi thời gian tối đa trong ngày của mình cho công việc. Tôi cũng vậy, tôi có thể dành từ 14 đến 16 tiếng một ngày ngồi bên chiếc máy tính để lập trình, để lên kế hoạch kinh doanh, để ra công việc cho nhân viên của mình. Những thành công của các cựu sinh viên nhà trường về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã tiếp thêm động lực cho các bạn sinh viên đã, đang và sẽ lựa chọn ngôi trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như ta. Từ câu nói đùa mỗi lần soi gương của một bạn gái trong nhóm sinh viên của Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên đã nảy ra ý tưởng và bắt đầu sáng tạo chiếc gương thần kỳ. Nhóm sinh viên nhận thấy có khả năng phát triển một chiếc gương bình thường trở thành chiếc gương thần kỳ và thông minh. Từ đó cả nhóm bắt tay nghiên cứu để cho ra đời chiếc gương thông minh, vừa dùng để soi, vừa tích hợp nhiều tính năng hiện đại và tiện ích cho người dùng. Chiếc gương thông minh có khả năng hiển thị ngày giờ, thời tiết, đọc báo, xem phim, phát nhạc, bật thiết bị, thu thập thông số về sức khỏe của người dùng như cân nặng, nhịp tim hay ánh xạ hình ảnh từ điện thoại di động thông minh qua ứng dụng, xem video, trình chiếu. Người sử dụng hoàn toàn có thể ra lệnh bằng giọng nói để chiếc gương thực hiện những chức năng trên và thậm chí là trò chuyện với người sử dụng. Tôi đánh giá đây ý tưởng rất là hay. Ý tưởng của nhóm tác giả đã sử dụng nhiều cái công nghệ như là công nghệ nhận diện, xử lý tiếng nói, công nghệ vạn vật kết nối Internet. Trong đó chiếc gương này như một cái đồ vật thông minh trong nhà để cho người dùng tương tác với lại chiếc gương, ra lệnh điều khiển bằng giọng nói, điều khiển các cái thiết bị trong nhà cũng như là tìm kiếm các cái thông tin trên Internet rất là dễ dàng và hiệu quả. Đối với sinh viên công nghệ thông tin, dù không làm việc công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng cũng đã để lại nhiều dấu ấn với nhiều ý tưởng khởi nghiệp phong phú khác từ những tri thức học được khi ngồi trên giảng đường của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Anh Đỗ Văn Nhẫm, sinh năm 1981, một cựu sinh viên nhà trường, đang sở hữu chuỗi siêu thị nội thất Toka Incomtech với hơn 10 đại lý nhượng quyền và 20 đại lý khác tại Thái Nguyên và các tỉnh thành trong cả nước. Đây cũng là một ví dụ điển hình cho hành trình khởi nghiệp với ý tưởng kinh doanh của sinh viên xuất phát ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Mình hiểu được khách hàng cần cái gì, sau mình mới thiết kế sản phẩm và phù hợp với sản phẩm đó, cái nhu cầu đó mình bán được. Mình trước khi mình làm kinh doanh IT thì cái nhu cầu của IT thì mình biết đó, nhưng mà nhu cầu này nữa thì mình chưa biết, nhưng mình phải quay lại mình nghiên cứu cái nhu cầu. Không đợi cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp đại học, Đỗ Văn Nhẫm bước vào con đường kinh doanh khi mới chỉ là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin. Quyết tâm khởi nghiệp từ con số 0 với nền tảng học được ở trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên cùng tầm nhìn và định hướng rõ ràng, anh đã nhanh chóng tạo dựng thành công và trở thành chủ doanh nghiệp. Ban đầu, anh quản lý và điều hành công ty công nghệ thông tin. Đến năm 2014,